Ở chợ Thanh Hà nó là một trong những cái ngôi chợ cổ nhất của Hà Nội đấy. Và nó có những cái điểm nó rất đặc biệt, nó là một cái chợ dân sinh, nó nằm trong một cái quần thể là giữa chợ của chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua và ngõ chợ Thanh Hà. Thì khi đi từ ngõ chợ Thanh Hà thì có hai lối vào, tức là một là đi từ đường Nguyễn Thiện Thuật, phố Nguyễn Thiện Thuật vào, hai là đi thẳng từ ô Quan Trường. Thế và khi mà đi từ ô Quan Trường vào thì đi hết chợ ngõ của ngõ Thanh Hà đấy, thì lại rẽ ra đằng sau là cái chợ của thuộc phố Nguyễn Thiện Thuật, cũng là một khu chợ của chợ rau này, chợ về thực phẩm. Và rẽ nữa thì lại thành ra là sang khu chợ có như tức là các loại bán buôn của các loại gia vị, các loại măng miến mộc nhĩ khô. Và rẽ nữa thì lại là đi xuyên vào trong chợ Đồng Xuân. Đó thì nó nằm trong một cái quần thể rất đặc biệt so với những cái ngôi chợ khác ở Hà Nội. Có lô đơn không em? Có. Lô đơn nào? Đây đây là kép rồi. Đơn của chó đấy nhé. Đây này, sửa các đây cái mặt nó cũng khác. Được, cái này thì là kép rồi. Bóc bớt cái lá ở ngoài cho cô. Rồi, đây lô đơn rồi là cuối cùng của nó. Đây, lô đơn rồi tìm hơi khó nhá. Này có diếp ngô không? Này. Diếp ngô. Diếp ngô. Đúng rồi, để ăn bún riêu với cả làm cuốn ý. Chứ không phải là cái diếp bây giờ đâu. Nhá, sáng mai chị ra nhá. Mình thường đi khoảng trung bình khoảng 3 lần. Đặc biệt là những cái dịp mà những khi mà nhà có khách cần phải làm những cái món ăn của Hà Nội thì sẽ thường phải đi hai cái chợ đấy, chợ Hàng Bè và chợ Thanh Hà. Ví dụ như là món gì có liên quan tới đậu nướng thì thường phải lên chợ Thanh Hà. Vì chợ Thanh Hà thì mới có đậu nướng, các chợ khác là không có. Đấy. Hoặc là ví dụ như hôm nay mình đi mua để về mình làm món thì luộc chấm mắm Tết chẳng hạn, thì mùa này là mùa khế chua nhưng mà đã hết rồi, tất cả các chợ kể cả chợ Bè đều không có khế chua, nhưng lên chợ Thanh Hà thì vẫn có khế chua. Sao chị một cân thôi? Vẫn 130 mà không ra gì luôn. Này trông ngon quá. Trông đầy này, miệng đầy này. Làm sống với chị. Để về sao mà. Từ các cái làng, các địa phương lân cận của Hà Nội họ mang lên. Và thường như hàng đấy thì họ chỉ tầm bán đến độ 10 giờ. Thì là hết hàng họ sẽ đi về. Thì lúc đó là chợ sẽ rất vắng. Thì lúc đấy lại đánh giá buổi trưa thì để cho dành rất nhiều hàng ăn. Ví dụ như hàng bún ngan này, hàng canh bún là 11 rưỡi 12 giờ họ ra. Đấy, thế rồi có cả hàng chả rươi này. Thế rồi hàng nộm, hàng bánh bột lọc thì lại đây phục vụ là cái đối tượng trưa và chiều. Đấy, thế đến chiều nữa thì lại có một loạt những cái hàng quán buổi chiều đấy, như mình bảo là các cái hàng vịt nướng, gà nướng này, hàng thịt quay này, hàng cá nướng này thì lại phục vụ cho cái đối tượng mà đi chợ buổi chiều. Không, như con đấy sợ to, con đấy to quá thì con đấy có vẻ được. Thế là bao nhiêu, 150 nhỉ? Lấy đầu không? Có chứ. Chợ Thanh Hà đó là chợ phố nhưng mà nó lại là ngõ mà. Các cái ngõ của Hà Nội thì nó lại mang cái riêng, tức là tất cả cái gì nó đều bé bé xinh xinh. Các cái gian hàng của chợ nó không quá đồ sộ và nó không phục vụ gọi là cái khách vãng lai nhiều, mà chủ yếu là phục vụ là những cái đối tượng là khách quen, những người sinh sống ở quanh khu vực phố cổ. Nó thực sự là cái chợ để mà những ai yêu thích ẩm thực truyền thống của Hà Nội thì mọi người sẽ thường đến chợ Thanh Hà. Đường không chị? Rồi hết rồi à? Chiều nói làm gì? Bây giờ mới về nước. Còn
xanh quá nhở. Cái này phải, cái này phải Xuân Đỉnh không? Cái này thì Sài Gòn ấy chị. Ừ, chị thích của Xuân Đỉnh không? Xuân Đỉnh có phải tháng 4, tháng 5 thì Sài Gòn này ngọt mà không có đưa, có không 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 có cát. Có quả nào chín rồi không? Thì có không, nó dở dở, nó không chín hẳn. À đây có quả này này. Nó chưa chín hẳn mà ăn nó chát. Sợ vẫn chát nhỉ? Mấy quả nó chát hơn. Có cả 80, bó này là đi 40, 5 cây. Chị xem nào. Đây một bó này là bao nhiêu? Bó là 40, đây là 40. Cá gì vào đây là 10 cây, 5 cây. Hơi bé nhỉ? Thôi, tôi phải cắm nửa tháng mới tan. Nó chỉ hút bó bé thôi bởi vì nó ít kiểu mới là bó bé. Bó này bó nào là sau này nó cũng đẹp như bó nào hết. Không bó nào kém cả. Cả bó này hàng này ăn khách lắm. Bó này là bao nhiêu? 84 là 120. Chợ Thanh Hà có cái rất là thú vị là đi ở cuối chợ thì có thể là đâm sang đường phố Nguyễn Thiện Thuật, cũng là một cái chợ rất là to ở trong khu chợ Bắc Hoàng, chợ Đường Xuân, và cũng có rất nhiều hàng ở đó. Ở chợ Thanh Hà thì ngoài một số đồ chín này, nó có những cái đồ ăn nó cũng rất Hà Nội. Ví dụ như là canh bún, ví dụ như là sứa, ví dụ như các loại xôi chè của Hà Nội như chè kho, chè con ong này, chè đỗ đen, bánh trôi, bánh chay. Đấy, và nó đan xen. Nếu mà đi mà để ý kỹ thì nó có những cái ngõ ngách, cái ngóc mà bên trong những cái khu tập thể này, rồi những cái nhà cổ. Vừa là phố, nó lại vừa là như kiểu làng ấy. Đấy, nó rất là dị, nó rất là nó thân thuộc. Có thể là những người ngồi bên những cái khung cửa rất là cũ đấy, mà họ bán những cái đồ rất khiêm nhường. Và ngoài những cái người bán cố định ở chợ thì buổi sáng chẳng hạn thì sẽ có những người từ những cái vùng quê lân cận của Hà Nội, họ mang các cái đồ hải sản, cua cá ốc ếch chai hến đó, thế rồi những cái thứ hoa quả họ chở ở cái nơi đến, thì đâm ra nó là gọi là phố mà lại là không phố. Đó, thì nó có cái thú vị như vậy. Chợ Thanh Hà còn có một cái hàng nữa rất là nổi tiếng, đấy là hàng vịt nướng và gà nướng của Thanh Hà. Thì cái hàng đấy nó chỉ bán 4:30 chiều thôi, 4:30 chiều mới bắt đầu bán. Thế cho nên nếu hôm nào mà muốn ăn cái món đấy thì lại thay bằng đi chợ sáng, nó phải đi chợ chiều. Mà già mua thì trẻ lại, mà gái mua thì sinh ra là có 10.000 đồng một sản phẩm thôi. Ngày trước thì nhà mình ở trong khu phố cổ, và hai là bao nhiêu năm đi làm ấy thì mình làm quán sứ, xong mình làm Ngô Quyền là cũng là rất là gần, thế cho nên là hay đi chợ về trên này. Thì sau này khi mà chuyển nhà rồi về Tham City rồi, thế nhưng mà nó vẫn là một cái thói quen ấy, cho nên là những trừ những lúc bận, thế còn lại những lúc rảnh rỗi thì là đều đi lên chợ Thanh Hà. Đi chơi chợ nhàn tản. Thực ra trong đầu thì sẽ chưa nghĩ rằng hôm nay sẽ ăn món gì. Nhưng mà đi vào chợ thì thấy có mớ cá tươi à, thế thì lại mua ít cá, ví dụ thế. Sang bên chợ bên nhìn bên này thì thấy có dưa, và tưởng bây giờ tháng 3 rồi mà lại sao vẫn còn sót một cái đám dưa như này, thì lại tặc lưỡi lại mua mấy mớ dưa về. Chứ cũng không phải đi là hôm nay lên chợ phải mua 1 2 3 4 mà gọi là khi đi chơi chợ thì vô tình là phát hiện ra. Thank you.
Đi chợ Thanh Hà thì gần như nó như là một dạng là thói quen ấy. Đấy, vì thực ra nó đi chợ mà không phải là đi chợ, nhiều khi đi chợ còn là ngắm nghía đấy, hoặc là gặp các hàng bán quen, đôi khi chỉ gặp nhau gật đầu cười bảo hôm nay có ăn gì không, hôm nay có món này ngon lắm, ví dụ như thế. Hoặc là gọi là đi chơi chợ, các cụ nói là đi chơi chợ chứ không hẳn là lúc nào cũng mua sắm đấy. Và hai nữa là mình nói là ở mình thích Ô Quan Trường, mình cực kỳ thích phong cảnh của Ô Quan Trường, cho nên đi chợ xong thì ra một cà phê Ô Quan Trường để ngắm đường, ngắm phố, nó một cái thú, nó là một cái thú thì đúng hơn. Đi chợ Thanh Hà thì như kiểu là mình đi chơi ấy, thong dong, coi như là mình ngắm nghía các hàng và mua bán, rất là vui. Mình nghĩ rằng rất nhiều người phụ nữ Hà Nội có cái vui giống như vậy.